Thưa quý vị và các bạn, đêm nay đến sáng mai, áp thấp đi vào đất liền khu vực Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa trên diện rộng ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Thanh Hóa đến Quảng Ngãi là trọng tâm mưa với lượng mưa từ 70 đến 200mm, có nơi vượt trên 230mm trong 2 ngày tới. Đối với khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, lượng mưa từ 50 đến 80mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Mưa với cường độ lớn tập trung trong thời gian ngắn có khả năng gây ngập lụt tại cả vùng trũng thấp và cả khu đô thị, làm cản trở giao thông và thiệt hại tài sản, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Riêng thời tiết miền Bắc, sau nhiều ngày nắng nóng, có xu hướng giảm nhiệt do có mưa ở vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Mưa rào kèm dông chỉ xuất hiện ở khu vực đồng bằng và ven biển. Cũng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày mai vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển ven bờ từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Đêm nay đến chiều tối ngày 27 tháng 9, ở khu vực Quảng Bình mưa to đến rất to, kèm theo dông rải rác. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, có nơi lớn hơn 350 mm. Trên cả sông có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu cả sông dao động từ 3 đến 5 mét, hạ lưu dao động từ 1,5 đến 2,5 mét. Đỉnh lũ trên cả sông tại Quảng Bình dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2, có sông trên báo động 2. Cuối cùng là phần dự báo nhiệt độ cả vùng trong tỉnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.